Bước của 2019, Thuận có pha chằn nghịch mới. Con này gọi là chằn nghịch, một số nơi còn gọi là quốc vận rẻ hoa. Anh em nào cần file mới thì liên hệ với Thuận. Đây là tiếng mới Thuận đăng lên chia sẻ với anh em. Thuận xin kèm bài nhạc vô. Anh em nào cần thì liên hệ với Thuận, Thuận bán bản gốc cho anh em. Ngoài ra Thuận có tất cả các loại tiếng chim đêm, tiếng trộm và các loại tiếng chim sẻ. Anh em bấm vô kênh Sân 7 để tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều.